Hello anh em nhé, cảm ơn anh em trở lại với kênh YouTube của Duy nhá. Ngày mới chúc tất cả anh em thật là vui vẻ nhá. Đó, hôm nay mình sẽ làm lại cái clip về hướng dẫn anh em cách tạo tài khoản iCloud mới nhất 2024 nha anh em nhé. Đây, mình sẽ dùng một cây iPhone XS để tạo cho anh em xem này. Đó, những cái cách lần trước mình chia sẻ thì Apple đã fit lại rồi. Đó, bây giờ anh em chỉ được tạo những cái đời máy đời cao thôi. Đó, từ X trở lên này. Đó, đây anh em tạo cho mình một cái Gmail nha anh em nhé. Đó, bây giờ mình sẽ tạo bằng Gmail, không tạo bằng số điện thoại nữa. Đó, đây anh em ấn vào cái ID Apple của anh em này. Đó, anh em ấn vào bạn không có ID Apple này. Đó, anh em nhập tên của anh em vào nhé. Đó, mình sẽ nhập là Duy Mobile nhé. Đó, anh em thông cảm là mình vừa nhập vừa quay video nên là hơi khó. Đó, dạo này miền Bắc đang bị lũ lụt quá, mình không có thời gian làm video cho anh em này. Đó, anh em cài ngày sinh cho mình là dưới 19556 nhá. Đó, đây bây giờ mình sẽ nhập cái Gmail nãy mình mới tạo vào anh em nhá. Đó, đây anh em này, nhập cái tên Gmail này. Đó, 3380 này. Đó, cái Gmail này anh em nhập vào nhá. Đó, anh em tạo bằng Gmail thì tỷ lệ nó thành công là cao, không bị lỗi. Đó, còn nếu anh em tạo theo cách thông thường ấy thì đa số là nó hay bị lỗi, là báo là không thể tạo tài khoản ngay lúc này hoặc là xảy ra sự cố này. Đó, phần này mình sẽ tua nhanh này. Đó, đây anh em nhập số điện thoại của anh em vào nhá. Anh em nhập để chỉ cần có số điện thoại thôi, không cần lấy má nhá. Anh em ấn cho mình là xác minh sau này. Đó, xong anh em tiếp tục này. Đó, xong anh em ấn đồng ý này. Đó, đó, như này là thành công nha anh em nhá. Như này là tạo thành công rồi. Đó, anh em chờ nó load này. Đó, tại vì dạo này mình bận tránh lũ nên là không có thời gian làm video cho anh em. Đó, nên anh em thông cảm nhá. Đó, anh em xem video này ủng hộ tạm nha. Đó, sau đợt này mình ổn định rồi mình sẽ ra video đều đặn hơn. Đó, anh em nó ra như này, anh em ấn xác minh nhá. Đó, bây giờ mã nó sẽ gửi về Gmail của anh em này. Anh em vào cái Gmail đó, xong là tìm cái mã này. Đây là cái mã này không phải nha anh em nhá. Anh em trở lại ra này. Đó, anh em vuốt lại để load lại trang này. Đó, đây ID Apple đây. Đó, 1539999 này nha anh em nhá. Anh em copy hoặc anh em nhớ, anh em sang anh em nhập vào là được nhá. Đó, bây giờ mình sẽ nhập này. Một, đây này. Đó, đây anh em xác minh là dùng được thành công nha anh em nhá. Đó, đó, nó bảo là đã bật tìm iPhone này. Nếu mà thiết bị của bạn bị đánh cắp hoặc như nào mất thì có thể ấn tìm iPhone này. Đó, đó, anh em thoát ra này. Đó, bây giờ anh em tìm iPhone của anh em này. Đó, đó, bây giờ bước tiếp theo anh em vào App Store để anh em xác minh nó nhá. Đó, bây giờ mình sẽ thoát ra này để vào App Store này để mình xác minh có thể tải được nha anh em nhá. Đó, nhiều bạn sai cái bước là anh em có thể tạo được rồi nhưng mà anh em không biết cái xác minh nó, thế nên là anh em lại nhắn tin cho mình bảo anh ơi sao em không tạo được. Đấy là anh em chưa xác minh cái bước gọi là để tải nha anh em nhá. Anh em tạo thành công rồi nhưng mà anh em lại không biết cái xác minh đấy. Tiện đây thì mình sẽ chia sẻ cho anh em cách xác minh luôn nhá. Đó, anh em tìm một cái ứng dụng bất kỳ này. Đó, anh em ấn nhận này. Đây nha, để mình tìm cái ứng dụng khác này. Đây, mình tải một cái ứng dụng bất kỳ này. Đó, rồi anh em nhập mật khẩu nhá. Phần này mình sẽ tua nhanh che đi cho anh em nhá. Đó, rồi anh em ấn đăng nhập này. Đó, đây nha, nó ra cái đoạn tài khoản này chưa được xem xét này. Anh em ấn xem xét này. Đó, anh em chờ nó load ra này.
Đó, anh em tích vào đồng ý với tất cả các điều khoản trên này, rồi anh em ấn tiếp theo này. Đó. Cái đoạn này anh em cứ nhập bừa cho mình này. Đó, nếu mà bạn nào không biết cái đoạn này thì anh em có thể dùng hoặc là chụp lại video. Đó, chụp lại cái đoạn bước xác minh này anh em có thể làm theo mình nhá. Phần này anh em nhập cho mình 6 số là được. Đó, phần này anh em chọn 84 này. Rồi anh em nhập từ 1 đến 9 cho mình này. Đây 4 5 6 7 8 9 này. Ấn xong này. Rồi anh em ấn tiếp theo nhá. Ấn tiếp theo nó báo ra đã hoàn tất này. Đó. Bây giờ anh em có thể sử dụng bình thường như một chiếc iCloud nha. Đó. Bây giờ mình sẽ tìm một cái ứng dụng mình sẽ tải cho anh em xem này. Đó. Phần này nó sẽ yêu cầu anh em nhập mật khẩu này. Anh em cứ nhập mật khẩu lại vào tiếp này. Đó, anh em ấn đăng nhập này. Đó. Đây nha anh em nhé, anh em chờ nó tải thôi nhá. Đó. Đó bây giờ chỉ cần chờ nó tải về là ok thôi nha anh em nhé. Đó. Đó, video của mình chia sẻ đến đây là kết thúc nhá. Nếu các bạn thấy clip của mình hay thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Đó. Và dịp tới mình sẽ ra nhiều clip hơn nhá. Đó. Hẹn gặp lại mọi người clip tiếp theo nha. Bye bye. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Cảm ơn.